khi dao thấp mình cũng cảm nhận, dao ngắn, rồi khi dao dài mình xoay ấp xuống và xoay. Tung tay trái, xoay hông phải chụp bóng. Tung tay trái, xoay, xà tới, xoay. Đúng rồi, căng cái đầu vợt. Yeah, good. Coming, good, very good. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Lại là tôi, là Tý Long, kiện tướng quốc gia. Và hôm nay tôi xin giới thiệu. Introduce yourself. My name's Johnny and I'm 11 years old. I've been playing ping pong for like 1.5 years now. And I'm coming from Sweden. Và hôm nay xin mời các bác, cô chú, các anh chị cùng nhau xem buổi tập luyện của tôi và Johnny đến từ Thụy Điển như thế nào nhé. Now we will write the serve. What kind of serve do you want? I guess I need my tomahawk. Yeah. Now we will try to write the serve in tomahawk. Now do you want to serve short and long? Short and long. Thứ nhất, khi giao bóng tomahawk thì chúng ta sử dụng cổ tay thì cổ tay sẽ lỏng. Và thứ hai là khi bạn giao bóng thì bạn cần phải tập trung lực vào chân và hông ở bên phải. Giống như kỹ thuật push, tì chân và hông ở bên phải. Bạn có thể để ý thấy Ovcharov là khi anh ta giao bóng, bắt đầu tung bóng là chuyển trọng tâm về chân phải và sau đó xoay hông bên phải. Và cổ tay của con phải lắc. Khi con muốn giao bóng ngắn thì con phải dùng cái cổ tay và giữ cùi chỏ sát cơ thể, lắc đầu vợt xuống. Vừa rồi thầy thấy khi con giao bóng con dùng cả cánh tay nên khi đó bóng thường xuyên sẽ dài. Khi tiếp xúc bóng thì lực chính con phải dùng là ở các ngón tay. Và sau khi tiếp xúc bóng xong thì tay con phải đi tới phía trước. Và khi giao bóng dài thì tay của con cũng phải hướng tới phía trước nhưng con phải ngồi xuống khi tiếp xúc bóng. Nếu con không ngồi mà chặt tay từ trên xuống thì bóng sẽ bổng cao. Nếu con muốn giao bóng dài và quả bóng bay xà lưới thì kỹ thuật cũng tương tự như vậy nhưng con phải thay đổi thời điểm tiếp xúc bóng, timing. Bây giờ tôi sẽ giao bóng ngắn serve short. And serve long, wait the ball for a long time. And hit. Con sẽ thấy khi thầy sử dụng thêm cái hông khi giao bóng thì con thấy tốc độ của bóng bay nhanh hơn nhiều. Now you try so soft. You toss the ball and you feel your hip. Khi con tiếp xúc bóng
thì con phải nhớ là cây vợt tiếp xúc quả bóng gần với khuôn mặt và gần cơ thể của mình. Khi đó con sẽ kiểm soát bóng tốt hơn. Nếu như khi giao bóng con tiếp xúc bóng xa cơ thể, xa khuôn mặt của mình thì con sẽ kiểm soát bóng không tốt. Nên điểm này rất quan trọng. Cái thứ hai là con phải cảm nhận là nén cái tay vào cơ thể và chuyển động cùng một lúc. Thường mọi người hay bị lỗi là tách cái tay ra và cố dùng sức chặt mạnh vào quả bóng để tạo xoáy nhưng mà cũng không tốt. Và con muốn xoáy ngang xuống thì mặt vợt cũng như vậy nhưng mà hơi ngửa ra sau một chút. Con tiếp xúc là xoay tròn mặt vợt bên hông và phần dưới của quả bóng. Cảm nhận cái hông eo. Bây giờ con tung bóng lên. Now toss the ball. Feel the hip rotation. Khi con giao bóng thì con có muốn quả bóng nó vừa có xoáy xuống, nó vừa cong không? When you serve, do you want to the ball to help both backspin and arc? Và nếu con muốn quả bóng đi vòng cung như vậy thì cái tay cầm vợt khi tiếp xúc bóng phải đi tới. Còn khi con giao bóng thì con chặt cái tay xuống, nên cái lực tới nhiều làm quả bóng nó đi thẳng, nó không cong. Con hình dung là khi con tạo bóng xoáy lên thì con sẽ choàn vợt lên trên. Khi con tạo xoáy xuống thì con phải choàn vợt xuống dưới. Chính kỹ thuật choàn này giúp cho con lăn quả bóng trên mặt vợt được nhiều hơn. Thì khi con giao bóng con cũng phải lăn quả bóng nhiều chứ không được đập thẳng bóng. Cảm nhận mềm mại, cảm nhận mềm mại. Khi giao bóng phải cảm nhận mềm mại cái vai, nhưng mà khi tiếp xúc phải dính quả bóng vào trong cái mặt vợt bàn tay. Nếu như trạng thái cơ thể còn bị cứng và tạo lực thì nó bị dội. Trạng thái phải mềm mại giống như cái bài tập này. Mềm mại nhưng mà phải dính được bóng. Mềm mại xoay cổ tay choàng bên hông bóng. Bây giờ con thử giao quả bóng nó chạm vào đây xong nó sẽ đi vòng cung sang góc bên kia. Muốn như vậy con phải hướng cái cây vợt của con đi sang góc đó trước. Hướng xong và choàng vòng thì quả bóng nó sẽ vòng cong nhiều hơn. Còn con giao vậy, con giao. Đầu tiên con cứ nhắm qua góc đó là con hướng cây vợt qua. Sau khi quen con sử dụng cổ tay choàng bóng, nó sẽ đi vòng cung theo ý con. Và tiếp theo thì con phải sử dụng thêm cái hông nữa. Con có thấy quả bóng nó đi không? Con phải cảm nhận lực ở các đầu ngón tay, là khi tiếp xúc bóng là chủ yếu lực ở đầu ngón tay. Cách cầm của kỹ thuật giao bóng Tomahawks
và con phải cầm lỏng vợt ra và cầm vợt lệch về ngón tay trỏ. Nếu như con cầm vợt như khi con đánh bóng, khi con giao bóng, con phải dùng cái cổ tay nhiều hơn. Còn khi con cầm lỏng vợt ra và lệch về ngón tay trỏ thì con sẽ tự tiếp xúc được ở bên hông bóng rồi. Khi đó con chỉ cần lắc thêm cổ tay thì bóng sẽ xoáy hơn nhiều. Cầm lỏng vợt ra, đừng cố cầm chặt. Khi tiếp xúc vào bóng, nhẹ nhàng và tùy cách lực ngón tay vào. Bây giờ con có muốn quả bóng nó xoáy nhiều hơn không? Nếu có thì con tiếp xúc ở đâu trên vợt? Đúng, xoáy nhiều thì con phải tiếp xúc ở đây. Còn khi con muốn giao bóng dài thì con phải tiếp xúc ở đây. This is the long serve contact ball. This is the short serve contact ball. Thầy thấy khi con giao ngắn dài, con biến hóa là đối thủ rất là dễ đoán bóng. Thì khi con giao ngắn, con giao nhẹ, còn khi con giao dài, con lại dùng lực chặt mạnh. Khi con giao bóng ngắn dài thì làm sao cho tốc độ ra bóng nó phải gần gần giống nhau? Con phải dùng lực của cơ thể khi tiếp xúc bóng, trong thời điểm tích tắc con phải tiếp xúc nhanh. Cũng tương tự như khi con sử dụng kỹ thuật đấm là con sử dụng sức của cơ thể nhiều, đừng dùng sức của cái tay nhiều. Wait for the ball to fall lower than the top of the net. Rồi con lưu ý nè. Con nhớ là giao ngắn hay giao dài thì khi mình vào bóng nè, mình phải cảm nhận là cái chân và cái hông của mình vào trước, mình tiếp xúc bóng trước thì khi đó bắt đầu mình mới sử dụng đến cái tay. Ha, rồi khi vào bóng cảm nhận khi vào tung lên cái cây vợt con giữ ở gần người, gần khuôn mặt của mình ha. Đây, khi con giao ngắn con cảm nhận nè, con muốn thấp xuống thì trọng tâm con phải hạ thấp ha, để con choàng nó đi tới nha. Rồi khi con đứng cao con giao thì cái quả bóng nó sẽ sang bàn rất cao ha. Khi giao thấp mình cũng phải cảm nhận giao ngắn, rồi khi giao dài và xoay, ấp xuống và xoay. Khi đó động tác mình ngắn gọn, mình giao, mình biến hóa ngắn dài rất là kín, đối thủ họ sẽ dễ bất ngờ hơn. Và đường bóng của mình qua bàn nó cũng sát lưới, nó cũng gây khó khăn cho đối thủ nhiều hơn. Rồi làm. Rồi bây giờ con bỏ vợt xuống, con tung lên, con tung tay trái chụp tay phải giùm thầy. Tung lên, xoay chụp. Tung lên, xoay chụp. Tung tay trái, tung tay trái. Rồi tung tay trái, xoay hông phải chụp bóng. Tung tay trái, xoay. Đúng rồi, giữ tay sát người. Tung tay trái cầm bóng, tung, tay phải chụp. Good. Tung tay trái. Good. Mở ra rồi. Con bị lỗi này, tung lên con mở ra vậy chưa được. Giữ ngang, giữ sát cơ thể nè, xoay chụp. Tung tay trái. Giữ sát cơ thể, tung.
giữ sát cơ thể. Nên cái tung bóng cũng là quan trọng nha. Đừng mở tay ra, giữ cao co lên cổ tay. Đừng có mở ra, con mở tay con chặt thêm cẳng tay, nó sẽ không tốt. Đúng rồi, rồi thử cầm vợt lên. Đúng rồi, giữ tay sát cơ thể, đúng. Nên tập là luôn luôn tập chân và hông trước. Chân và hông là nền tảng của mọi kỹ thuật, con phải lưu ý cái vấn đề đó ha. Đúng rồi, chân hông thư giãn ra. Đúng rồi, khuỵu gối hạ trọng tâm, đúng. Và khi giao ngắn, con cố gắng con đưa quả bóng vào gần, đi qua vạch giữa bàn một chút, cảm nhận điểm chạm trên bàn, điểm chạm trên bàn, đi vào vùng ngắn. Đừng tiếp xúc xuống, con tiếp xúc xuống đây là vùng dài, nó khó lắm. Cơ bản mình cứ giao vùng ngắn. Xoay hông, đúng rồi. Con điều chỉnh trái bóng nè, nó đi tới lưới một chút. Đúng rồi, thư giãn cái vai ra. Đừng có hạ xuống. Đây, khi giao ngắn nè, con hạ cái người xuống, cái điểm chạm con nó rớt ở ngay ngoài cạnh bàn ha, thì nó sẽ khó ngắn. Cơ bản mình cứ giao làm sao mình điều chỉnh nè, không, cho quả bóng nó vào cái vùng ngắn ở trong trước. Khi mình vào mình tiếp xúc nó hơi tới một tí. Đúng rồi, tiếp tục. Đúng rồi, à, khi con tiếp xúc nè, tới nè, chứ không nhất thiết lúc nào mình cũng phải chặt hướng xuống ha. Thư giãn tới, xoay người tới, xoay người tới. Con hơi tì cái hông xuống thì cái đó là dài ha. Giao ngắn là xoay tới, đừng có tì cái hông xuống, xoay. Đúng rồi, xoay nhiều hơn, điều chỉnh cái hướng hông, xoay xoay nhiều hơn. Chặt xuống rồi nên con thấy bóng nó rất bổng. Đúng rồi, xoay hông tới cho trái bóng nó lướt xà tới, xoay. Đúng rồi, lắc cái hông quả đó đó, thư giãn ra, hơi dày, lỏng cổ tay ra, tiếp xúc mỏng. Rồi giao dài. Rồi bây giờ con giao dài thử. Đừng dùng sức tay. Con nhớ khi giao dài mình dùng lực chân và lực hông xuống. Ok, tiếp tục giao. Rồi con làm theo thầy trước. Tiếp tục bỏ di vật xuống, giao dài nha. Tung bóng lên, ngồi xuống, thấp xuống. Tung bóng lên, ngồi xuống, thấp xuống. Đúng rồi, tung bóng lên, chờ trái bóng sát xuống. Đúng rồi, kết hợp xoay cái hông xuống. Xoay hông tới, khi vào bóp tay, tiếp xúc, đúng rồi. Rồi bây giờ tùy vào con muốn tốc độ hay xoáy. Nếu con muốn xoáy nhiều, tốc độ đi giảm, con nhìn nè, thì con ma sát nhiều, thì khi đó là nó dài mà đi chậm. Mà khi con vào, con cảm giác nó hơi bật, push, tốc nó một chút, có cảm giác cái lực đẩy một tí ha. Tùy con, tùy vào cái ý tưởng của mình, mình muốn tốc độ hay là mình muốn xoáy nhiều. Đó, quả đó xoáy nhiều. Quả này nè, hơi đẩy nè, đó, nó nhanh. Giống như khi mình gò bóng, mình lăn nhiều, xoáy nhiều. Còn mình dựng vợt, mình đẩy nè, nó đi nhanh, đúng không? Xoáy nhiều, nè, đẩy nè. Quan trọng cái tiếp xúc mình thay đổi. Ok, try.
cảm nhận cái hông. Good. Relax. Timing. Okay. Yeah. Good. Timing. Good. Very good. Yeah, timing and this bone contact head racket. Okay? Yeah. Timing and head racket. Good. Relax. Good. 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 And fast. Okay. When you contact the bone, you fast. Okay. Timing fast. Okay. Timing fast. Fast. No strong. No strong. Fast. Speed. Okay. Reactive speed. Speed. Yeah. Contact. Speed. Speed. No strong. No. Okay. Good. Good. Relax. Relax shoulder. Good. And this bone. This bone. This bone. Okay. No. Not good. 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 Contact the table. Good.